Vậy con đã gặp ông chưa?
ơi, chính anh ấy là người đã đứng chủ hôn, xây dựng hạnh phúc cho con, nên nay mới có bé Hồng Minh, cháu má đó má. Thì ra cháu bé này là... Ôi, thật là điều kỳ lạ, nghe rung động lòng già. Năm mới như con là 20 tuổi, đã buồn bà sang tận bên mà học tập. Con là người tài giỏi, má, vậy mà ông Nguyễn kia tài giỏi hơn con. Má, má ơi, con đây nóng lòng vì nghĩa nước non. Má ơi, chúng con không thể để cho dân mình thông khổ mỏi mòn bao năm. Năm, hình như có tiếng động. Thôi, con mang đồ ăn vào trong để cháu đó cho má nghe con. Dạ. Đi đi. Coi kìa, cái mặt á, nó giống con chó cục in hệt à. Má, hai đó con, vào đi. Con Năm có nhà không má? Chi vậy? Có chuyện con cần gặp. Chuyện chị em bay á, không gặp nhau thì thôi à, gặp nhau chuyện cả ngày à. Má, chồng con Năm bị bắt rồi. Sao? Chồng con Năm bị bắt rồi. Chồng con Năm bị bắt à? Trời, vừa sanh dậy con yêu, con đừng cho nó biết nghe hay. Má ơi, nhưng đây là vấn đề tổ chức, con phải báo gấp với Năm mà. Không có tổ chức gì hết, tao có bổn phận bảo vệ tính mạng mẹ con nó. Mày về đi, mày về đi. Má, con nghe hết cả rồi má. Chị hai, có tin gì nữa không chị? Năm mà, chuyện đã rồi, nỗi đau em cố nén, để cho chị hai nói rõ ràng cho em tin sâu xa. Ngày thứ ba, tên Phan bội dẫn lính dây chặt, còn thằng Năm thì một mình trong cường, dẫn kiên cường. Nhưng chúng nó đông lắm, nó đánh thằng Năm ngã quỵ, nên thằng chịu khoanh tay, đánh ngã quỳ rồi bắt dẫn đi. Chị hai, còn các cơ sở của ta thì sao? Các cơ sở của ta vẫn còn nguyên vẹn.
mình thằng Năm bị bắt mà thôi. Mấy ngày nay mật thám tay nó dỗ dỗ đủ đường, nào quyền quý sang giàu, theo chúng tự do được tra. Chúng tra hỏi thằng Năm nào việc làm tên họ cung khai, đánh tra tàn nhẫn thảm thương, chết đi sống lại bao lần vẫn trơ. Tổng tra tàn nhẫn thảm thương, chút đi sống lại mấy lần chẳng có. Năm ơi, em bình tĩnh lại đi Năm. Con bình tĩnh lại đi con. Anh ơi, ngày sanh con, em chỉ mong có ngày cho anh thấy mặt. Vậy mà bây giờ đây con ở đây mà anh đã xa vào lời dặn, anh ơi làm sao em giữ được lời hồng đó bao còn đây con. Con ơi, nhìn con trong lại đây với ma.
năm ơi, con mới sinh dậy còn yếu, con đi sao má yên lòng? Má ơi, sức khỏe rất cần, nhưng lúc này còn nhiều việc khác cần hơn. Má, con còn đứng phải cứu bạn đường đã ngã, cướp thời cơ rửa vết nhục non sông. Nếu lúc này con do dự chần chừ thì mai sau thế hệ Hồng Minh khi đã lớn khôn sẽ không tha thứ cho lớp người đi trước. Má, má cho con đi nghe má. Con ơi, con đã hết lòng vì nước. Mẹ già sao ngăn được bước con? Má, chờ má một chút nghe. Con ơi, má giành được một đồng mấy cắc định để nuôi con, giờ thì má cho con. Cầm đi con. Má, má ơi, má lo cho con khi đói lòng thân gia riết. Má hãy để lại bé Hồng Minh má nuôi cháu khổ nhiều mà. Bé Hồng Minh má nuôi trẻ được mà. Thôi cầm mà đi. Năm mày không cầm thì không ra khỏi cái nhà này sau năm mà. Má thương con quá. Năm ơi, má hứa với các con là nuôi Hồng Minh bằng cháo rau thay sữa, thỉnh thoảng ghé về thăm má, thăm con nghe, thăm con nắng con đứt
từng khúc ruột yêu con nhưng đành xa cách. Con ơi đến bao giờ, đến bao giờ